Xin được chào mừng quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến .vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho quý khách hàng một căn mini phố nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mình. Những căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 9m và chiều sâu căn nhà lên đến 5m. Được các chị chủ nhà thiết kế cũng như xây dựng một trệt và 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ master cũng như 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế full nội thất tặng kèm và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà. Nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và mình có con đường phía trước căn nhà mình là con hẻm một trục. Mình có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Một con hẻm chỉ cách đường trục chính khoảng độ 25 mét thôi. Và con hẻm này thì xe hơi cũng có thể di chuyển vào bên trong căn nhà mình và mình sẽ lùi xe hơi trở ra, cũng như mình sẽ chiếu lại sơ qua cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng về một căn nhà nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình có con hẻm trước nhà là hẻm một trục, chỉ cách đường trục chính khoảng độ 20 đến 25 mét. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì phía bên ngoài căn nhà mình sẽ được anh chị chủ nhà thiết kế, mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có một khoảng sân khoảng độ 1 mét để mình để giày dép cũng như mũ bảo hiểm. Và bên trong thì mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh phía bên trong được làm bằng gỗ cam xe rất là bền và rất là chắc chắn cũng như rất là đẹp. Và ở khu vực này thì mình có thể để giày dép cũng như mũ bảo hiểm và di chuyển vào bên trong một chút là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi cũng như tủ rượu. Và khu vực ở dưới tầng trệt này thì anh chị thiết kế mình có nhà vệ sinh, có phòng bếp ở dưới tầng trệt, rất là thuận tiện để mình mua để ở, mở văn phòng công ty. Với một cái con hẻm trước nhà là hẻm một trục. Khu vực không gian phòng bếp căn nhà mình thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Không gian phòng bếp căn nhà thì được anh chị ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế một trệt và 3 lầu, thì mình sẽ có phòng ngủ master, mỗi lầu mình có một phòng và nhà vệ sinh cũng như rất là rộng và có đầy đủ tủ quần áo tặng kèm. Và chỉ với giá 5 tỷ 950 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng. Và căn nhà này thì đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa được làm bằng gỗ cam xe. Thì khu vực này anh chị đang chuẩn bị đổ thêm ra để mình làm một cái phòng ngủ ở khu vực này. Và mình sẽ có tủ quần áo, nhà vệ sinh rất là rộng. Mỗi lầu thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh rộng như thế này và một cái tủ quần áo, cũng như có hệ thống điện lạnh đã được anh chị chủ nhà đi sẵn để khi khách hàng có nhu cầu lắp ráp thì máy lạnh thì cũng rất là thuận tiện. Và căn nhà mình thì được thiết kế
khu vực cầu thang căn nhà mình. Còn mình có một cái sảnh rất là rộng cũng như bậc tam cấp rất là thấp để mình di chuyển lên trên lầu cũng như rất là thuận tiện cho người hạn chế đi lại cũng như người lớn tuổi. Và tiếp tục là mình sẽ di chuyển đến phòng ngủ số 3 căn nhà. Thì số 2 của căn nhà thì phòng ngủ số 2 căn nhà mình cũng như phòng ngủ số 1 đang được chuẩn bị anh chị hoàn thiện. Thì phía bên trong mình sẽ có giường, tủ và cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như mỗi phòng ngủ căn nhà mình thì chỉ mỗi lầu thì mình chỉ có một cái phòng ngủ và một cái nhà vệ sinh thôi, cho nên là được anh chị thiết kế rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Bên trong này thì anh chị có sắm sẵn một số nội thất tặng kèm, và toàn bộ nội thất trên kênh YouTube Nhà Đất Hoàng Tiến đang quay video là sẽ gửi lại hết cho khách hàng cũng như tặng lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này, và chỉ với giá 5 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trên con hẻm một sẹt và chỉ cách đường trục chính 20 m, thì rất là thuận tiện để mình mua ở mở văn phòng công ty. Cũng như căn nhà này thì anh chị có hỗ trợ cho gia đình mình với thời gian công chứng lâu một chút, mình có thể công chứng liền hoặc là cũng có thể do nhu cầu mình phải sắp xếp tiền bạc thì anh chị sẽ du di cho gia đình mình để gia đình mình công chứng khoảng 2 tháng hoặc là hơn 2 tháng thì tùy vào cái nhu cầu của gia đình. Còn nếu như gia đình mình muốn công chứng ngay thì anh chị cũng sẽ công chứng ngay cho gia đình mình. Chỉ với giá hơn 5 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong. Mỗi phòng ngủ thì mình có hệ thống máy lạnh tặng kèm và có cửa sổ rất là thoáng và rất là mát. Và mỗi lầu thì mình chỉ có một cái phòng ngủ thôi, cho nên là rất là rộng. Khu vực phòng ngủ của gia đình mình thì mình có thể vừa làm việc cũng như vừa làm phòng ngủ rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp. Thì quý nhà đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà Đất Hoàng Tín đón quý nhà đi xem một căn nhà đẹp và một căn nhà rẻ chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu, là quý nhà có thể sở hữu cho mình một căn nhà đang có bề ngang lên đến 9 m và chiều sâu căn nhà lên đến 5 m. Căn nhà mình thì có bề ngang, cho nên là khu vực ở phía bên trên thân thượng được anh chị thiết kế rất là rộng. Mình có thể là vui chơi hóng mát cũng như trồng cây ở phía bên trên này rất là rộng rãi với bề ngang căn nhà lên đến 9 m. Rồi, video Nhà Đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.